Hello chị, hôm nay mình mới cắt chỉ đúng không? Là mình vừa tròn 14 ngày chị ha. Không biết là dịch vụ của chị tham gia tại Doctorface là dịch vụ gì ạ? À? Chị là nâng mũi, sụn tai, đệm trung bì. Mình chọn sụn gì vậy chị? Sụn của chị là Nanoform. Cho em hỏi chút xíu là chị đến từ đâu và vì sao chị biết đến bác sĩ Phương chị ha? Chị đến từ Gò Vấp, chị theo dõi bác Phương một thời gian qua TikTok rồi qua trên trang mạng á. Nói chung là chị xem kiểm tra trên mạng trong cái danh mục các bác sĩ giỏi nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó rồi sau đó thì xem các buổi bác livestream bác làm mũi nè thì chị mới yên tâm chị qua đây. À vậy là mình cũng có theo dõi rất là nhiều hoạt động của bác trên mạng ha. Và cho em hỏi chút xíu, chị có nói một cái chi tiết khá là hay, đó là chị tham khảo những bác sĩ giỏi ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình có thể giới thiệu cho mọi người biết được không? Thì top bác Phương chị đọc là top trong 11 bác sĩ giỏi ở thành phố Hồ Chí Minh á. Về nâng mũi chị hả? Về nâng mũi, nhưng mà bác Phương là có một cái chị yên tâm nhất là bác chuyên sâu về sửa cái mũi hỏng. Thì chị nghĩ là nếu mà mũi hỏng mà làm được ok thì mũi lành làm cũng tốt. Cho nên là chị mới đặt niềm tin chị qua đây chị làm. Vậy là tổng cái thời gian mà chị theo dõi bác sĩ Phương là khoảng bao lâu nhỉ? Thực ra cũng nhanh thôi, chưa tới 3 tháng là chị quyết định. Nhưng mà mình tuy là thời gian không có nhiều nhưng mà mình theo dõi rất là kỹ ha. Đúng rồi. Trên nhiều cái phương tiện ha chị ha. Khi mà chị theo dõi bác Phương thì chị có đồng thời theo dõi thêm những cái nơi khác hoặc không? Có chứ em. Dạ. Và vì sao chị lại chọn bác? Có yếu tố gì về con người của bác làm chị thú? Có, nhìn bác Phương thấy phúc hậu và tạo cảm giác mình tin tưởng được á. Dạ. Mình yên tâm. Vậy thì ngoài ra thì chị có đi tham khảo thêm và tư vấn thêm ở một vài nơi khác không chị? Chị có tư vấn cái nơi cũ của chị thôi. Cái nơi từng làm, nhưng mà chị so sánh hai bên thì chị nói chung là đến bây giờ thì hai chị thấy là đặt niềm tin ở đây là hoàn toàn đúng này. Dạ. Thì em được biết là cái mũi trước chị đã làm một lần cách đây 11 năm chị ha. Thì cái vấn đề của mũi chị là gì, chị có thể nói sơ cho mọi người biết được không? Ngày xưa mũi chị là chị chỉ đặt bằng silicone bình thường thôi, không có cấu trúc gì hết á. Sau 11 năm nó bị lộ sống, rồi nó bị tụt sụn. Bây giờ phải làm lại. Sẵn đây thì em xin phép được cho mọi người xem lại cái hình ảnh của chị trước đây và so với bây giờ để mọi người hiểu rõ hơn chị ha. Đây là góc mặt thẳng nha cả nhà. Và cả nhà có thể thấy chiếc mũi nâng silicone của chị 11 năm á, nó khá là cao, thô ha chị. Đồng thời là cái đầu mũi như chị có mô tả là nó bị tụt sụn và nó nhọn như thế nha. Thì ở góc độ nhìn trực diện như thế này, các bạn sẽ thấy được là cái mũi này nó rất là lộ sụn, lộ sóng ha. Và đồng thời là cái đầu mũi nó cũng hơi bị nhọn quá, nó cũng hơi nghiêng như thế nha. Ở góc mũi từ dưới lên như thế này thì các bạn thấy luôn giùm em là mọi người nhìn cái đoạn này nó bóng đỏ nè cả nhà, do là bị tụt sụn da chị mỏng nè. Thì bây giờ nó là rất là mềm mại ha. Hai cái lỗ mũi nó cũng có cái sự sắp xếp lại một chút, tỷ lệ nó cân đối hơn và nó hạt chanh hơn. Ở góc mũi này thì cả nhà nhìn giùm em nó bị hơi hấp nha. Co rút trong khi mình dùng sụn silicone nó là một cái chuyện khá là thường gặp ha. Vì vậy cái đầu mũi của chị sau 11 năm thì nó có co rút gì cả nha. Và sóng thì nó có cái độ lài nhưng mà nó cũng hơi bị cao quá ha. Thì bác sĩ đã hạ thấp cái độ cao góc chém mũi này xuống và cũng đồng thời là kín hơn một chút xíu cái đầu mũi. Bây giờ cả nhà quan sát cùng em ra, góc nghiêng của chị đã đẹp hơn rồi, chắc chắn là như vậy. Mặc dù nó còn sưng chút xíu. Cho em hỏi chút xíu là khi mà mình chọn bác sĩ Trần Phương thì mình có đắn đo nhiều không, và trước phẫu thuật thì mình có lo lắng rất nhiều không? Cũng có lo lắng, tâm lý chung. Vậy khi mình trải nghiệm qua cái quá trình nâng mũi thì chị có cảm thấy đau hay là quá đáng sợ như mình tưởng tượng không? Không em, nói chung là êm ái. Nhẹ nhàng ha, cho tới giờ phút này thì nó vẫn vậy đúng không? Đúng rồi. Mọi người đã nhận xét gì về cái nhánh mũi mới của chị? Đẹp hơn mũi cũ. Mọi người đều nói vậy hả chị? Thì chị gái chị có khen là dáng mũi đẹp hơn, đẹp hơn cũ rất là nhiều, vì nó thanh thoát hơn, nó tự nhiên hơn, nó không có thô. Mũi chị là trước đây là khi mà chưa nâng mũi lần đầu nó đã cao sẵn rồi đúng không chị? Đúng rồi, cao đầu mũi.
vì em thấy là cái dáng mũi của chị nó sẽ cao hơn cái form bác sĩ nâng bình thường cho mọi người, nhưng mà nó rất là hợp với gương mặt chị, nên em đoán là trước đó chị cũng có một chút xíu sóng rồi và đầu mũi chị cũng có sẵn một chút rồi ha. Cho nên là từ đó bác sĩ sẽ nâng lên một cái độ nâng vừa phải thôi, nhưng mà nhìn tổng thể chị vẫn rất tây. Đó là một cái nét rất là đặc biệt của từng gương mặt nha cả nhà. Và đối với chị này thì chị có chút xíu sóng sẵn nên là dáng rất là tây ha. Ngoài ra thì còn ai khen không chị? Ông xã chị cũng khen đẹp. Đẹp mà tự nhiên hơn. Hôm nay anh cũng chở chị đi đúng không? Đúng rồi. Vậy chắc là cũng sẽ cưng hơn một chút ha. Cho em hỏi thêm một chút xíu là cá nhân chị thì chị thấy cái mũi mình như thế nào? Hiện tại là chị rất hài lòng. Chị nói chung là chị không hối hận vì qua đây làm. Dạ, thì chị nhận xét chung một chút xíu về bác sĩ Trần Phương sau khi trải nghiệm toàn bộ quá trình nâng mũi nha. Chị thấy bác Phương là một người nói chung là tâm lý nhẹ nhàng và tạo cái sự yên tâm cho khách hàng á. Dạ vâng, em rất là cảm ơn chị vì đã cân nhắc và lựa chọn Dr. Fay cũng như là tin tưởng bác sĩ Trần Phương nhiều ha. Và em chúc chị là sắp tới là mũi càng đẹp hơn nữa, mình sẽ có được những cái sự thuận lợi trong công việc và những mối quan hệ chị ha. Em cảm ơn chị. Rồi, chào cảm ơn em, cảm ơn bác sĩ Trần Phương và đội ngũ nhân viên bên này rất là nhiệt tình. Dạ, và dễ thương. Cảm ơn chị rất là cảm ơn nhiều. Em.